Platinum thời trang màu trắng chính là đại diện tiêu biểu cho những công thức diện đồ đơn giản. Không cần lao tâm khổ tứ khi mix and match mà vẫn đảm bảo người mặc sẽ có được vẻ ngoài thật sang và thời thượng. Không những vậy, công thức phối đồ với tông trắng còn mang đến cảm giác mát lim, nhẹ nhõm cho cả người mặc lẫn người nhìn trong những ngày hè oi ả và nắng gắt. Và có lẽ vì tất thảy những lý do trên mà rất nhiều mỹ nhân Việt đã chọn công thức dễ mặc, dễ đẹp này để hoàn thiện street style của mình. Và trong video này thì hãy cùng Blog Đẹp đi học lỏm công thức mix đồ tông trắng đơn giản nhưng vẫn hợp xu hướng và chuẩn đẹp như sao Việt bạn nhé. Cách phối đồ tông trắng đẹp và trendy như sao Việt. 1. Diện nguyên sẽ đồ white on white như của Thanh Hằng là cách xử lý tông trắng đơn giản nhất. Với công thức phối đồ tông trắng này, bạn chỉ cần chọn váy áo và phụ kiện tông sợi tông. Tuy nhiên, để tổng thể thống nhất, các nàng nên chú ý về sự đồng điệu của màu sắc giữa trang sức, giày dép đi kèm nhau. 2. Chọn áo thun trắng và quần jean như của Minh Tú cũng là cách mix đồ trắng hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Set đồ này phù hợp với những cô nàng công sở, bận rộn và không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc chọn váy áo khi đi làm. 3. Cách phối áo sát nách 2 dây màu trắng basic và quần jean ôm như của Amy sẽ giúp các bạn gái gợi cảm và khỏe khoắn hơn khi xuống phố. 4. Nếu muốn hồi tim thì chị em công sở chỉ cần chọn váy yếm trên chất liệu vải jean hoặc là denim để mix cùng áo thun màu trắng như set đồ của Hà Thu này đây. 5. Chúc anh tôn chân thon và giúp hình ảnh của cô đáng yêu hơn với cách phối chân váy tennis cùng giày đế bệt, áo thun trắng và mũ rộng vành. 6. Cách mix màu trắng đen cũng khá phổ biến và nó luôn được kỳ duyên cùng đàn sao Việt, tận dụng một cách hiệu quả cho từng set đồ dạo phố hay là đi tiệc nhẹ. 7. Áo thun cắt out đi cùng quần jean lưng cao màu trắng vừa giúp tuyết lan hách dáng vừa thể hiện sự năng động khi xuống phố. 8. Bộ sơ mi trắng tay lửng dáng basic trở nên ấn tượng hơn khi được Châu Bùi dùng làm áo khoác để phối cùng trang sức hở eo mùa hè. 9. Gam trắng được xem là người bạn của mọi sắc màu, vì thế nó dễ dàng phối hợp cùng tông nóng, lạnh một cách linh hoạt. Yên trang giúp mình nổi bật khi đi cà phê với trang phục sơ mi trắng, áo hở eo và chiếc quần denim tông vàng chanh trông thật là nổi bật. 10. Khi lăng xê mẫu áo sơ mi trắng cắt out độc đáo thì Minh Triệu tự tin mix màu chóe để tăng sức hút cho set đồ ngày hè. 11. Sơ mi tay bồng hot trend của mùa mốt mới được Minh Hằng chọn lựa để kết hợp cùng quần jean jack. Cô tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể bằng mẫu túi sách của thương hiệu Louis Vuitton. 12. Kết hợp áo thun trắng với chân váy màu đen tương phản. Mizu chọn thêm kính tráng gương, túi sách và giày cao gót tông sờ tông sành điệu. Tổng thể set đồ tông trắng này toát lên một khí chất của một quý cô trendy, thời trang và hiện đại. 13. Nàng công sở hãy bổ sung ngay công thức mix áo blouse với quần jean trắng, giống như của Thanh Hằng và kho bí kíp mặc đẹp của mình nhé. Với cách lên đồ với tông trắng này, bạn không chỉ có được vẻ ngoài thanh lịch mà còn gây ấn tượng bởi nét trẻ trung, bụi bặm nhờ chiếc quần jean trắng. 14. Lên đồ với váy suông, giày đế thấp, tuyển tông trắng như của Hà Tăng, đảm bảo bạn sẽ có vẻ ngoài xinh xắn, không chê được điểm nào. Và để hòa chung với không khí mùa hè, một chiếc mũ hay là túi cói sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho set đồ tông trắng này. 15. Nên theo đuổi chủ nghĩa thoải mái trong ăn mặc, bạn hãy thử sắm cho mình bộ pyjama trắng toàn tập giống như kỳ duyên, thêm thắt cặp kính râm, chiếc mũ cói là đủ điều kiện để mặc đi du lịch, dạo phố và chụp hình sống ảo rồi. 3. Bí kíp mix and match đồ tông trắng chuẩn đẹp. Xin đồ white on white đơn giản là vậy, nhưng để set đồ này phát huy hiệu quả, nâng tầm phong cách của các nàng đến độ hoàn hảo nhất, hay cụ thể là vừa tôn dáng lại vừa chuẩn mốt, thì các nàng đừng bỏ qua 3 bí kíp cực kỳ đơn giản dưới đây nha. 1. Sơ vin gọn gàng khi diện đồ trắng. Không chỉ riêng khi diện đồ trắng, sơ vin luôn là bí kíp giúp các nàng diện đẹp mọi set đồ, mang đến vẻ ngoài chỉn chu và thanh lịch hơn hẳn khi buông lơi phóng khoáng. Bên cạnh đó, với những bộ cánh đồng màu dễ dàng nuốt trọn vóc dáng như white on white thì sơ vin chính là điểm nhấn giúp phân chia tỷ lệ cơ thể một cách hợp lý, đồng thời tạo hiệu ứng để tổng thể thêm cao ráo và thanh thoát hơn. Chính vì vậy mà mỗi khi quyết định chọn cho mình cây đồ màu trắng để xuống phố thì các nàng đừng quên bí kíp sơ vin kinh điển này nhé. 2. Mix những item cùng gam màu trắng nhưng sắc độ đậm, nhạt khác nhau. Như đã nói ở trên thì những set đồ trắng sẽ thường thiếu điểm nhấn nên ngoài cách sơ vin để tôn dáng thì các nàng còn có thể lựa chọn những item cùng mang tông màu trắng dịu dàng nhưng với những sắc độ đậm nhạt khác nhau. Chẳng hạn như trắng thuần cộng với trắng kem sẽ giúp tạo nên những bộ cảnh ấn tượng, còn nhấn nhá lại không làm mất đi nét thanh lịch, trang nhã vốn có của những set đồ white on white này.
3. Pick đồ tông trắng cùng với giày dép, phụ kiện tông nút hoặc là mang gam màu trắng. Nên tô điểm thêm cho set đồ trắng của bạn bằng những đôi giày hay là túi sách mang gam màu rực rỡ hay là đối lập thì vẻ ngoài của Gangnam sẽ trở nên nổi bật hơn. Tuy nhiên, kiểu mix đồ ấy sẽ không toát lên được nét trong trẻo, nền đã vốn có của những cây đồ trắng toàn tập. Thay vì thế, các nàng hãy nhận nhà cho bộ cánh white on white của mình bằng những đôi giày, chiếc túi sách, mà mang gam màu trắng hay là nút. Có như vậy, vẻ ngoài sẽ thêm phần nữ tính, trang nhã và sang trọng tuyệt đối. Những set đồ màu trắng không chỉ giải quyết thật nhanh gọn câu hỏi mặc gì hôm nay, mà còn là công thức luôn đúng nếu các nàng muốn có được vẻ ngoài nữ tính và trang nhã ngay tức thi. Chính vì thế, mà đừng quên bỏ túi những cách mix đồ chuẩn đẹp như sao Việt và những bí kíp để diện đồ trắng sao cho vừa hài hòa lại vừa đúng trend nhất mà bạn lóc đẹp chia sẻ ở trên nhé. Và đừng quên theo dõi bạn lóc đẹp mỗi ngày để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn thấy những thông tin làm đẹp mà bạn lóc đẹp vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video bên trái và bên phải của màn hình nhé.